Ok, xin chào tất cả mọi người. Quay trở lại với cái video giới thiệu về xe của Hưng ngày hôm nay. Thì trong video này Hưng sẽ làm video giới thiệu về bán tải Nissan Navara bản Plus Edition. Thì bản này là một cái bản gọi là facelift, nói chung cũng không phải là facelift nữa, nhưng mà bản này là bản nâng cấp. Đấy. Thì nó chỉ nâng cấp về gọi là nội và ngoại thất của xe, trang trí thêm cho xe. Được chưa? Đấy, thì nếu như mà khách hàng nào ưa thích cái bản này, và bản này chỉ có bản VL, bản hai cầu, số tự động các bạn nha, thì có thể liên hệ với Hưng. Đấy, thì hôm nay Hưng làm video giới thiệu chi tiết và mời mọi người cùng xem chi tiết về chiếc xe này, thì nó như thế nào, nó có gì thay đổi so với cái bản VL cũ hay không, hay là bản VL Premium Z hay không. Được chưa? Thoạt nhìn đầu tiên thì mọi người có thể thấy được là một cái màu cam. Thì màu cam này của xe nó rất là sáng các bạn nha, đi vào ban đêm thì nó cũng phản quang một tí. Đấy, thì cái bản Plus Edition này nó sẽ nhắn màu đen và màu cam, nhắn màu đen và màu cam trên xe. Nó có nghĩa là nó sẽ thay thế một vài chi tiết thành màu đen và thành màu cam để làm cho xe nó nổi bật hơn. Đấy, ở góc này thì mọi người có thể thấy được là nó giống như một chiếc Navara bản thường. Đấy, mà dán thêm tem màu đen và màu cam. Được chưa? Bây giờ Hưng sẽ đi vào phần chi tiết. Đầu tiên thì mọi người có thể thấy là phần đèn xe này. Đây, phần đèn xe. Phần đèn xe thì giống nhau nha, giống nhau. Đấy. Nhưng mà các bạn có thấy một điểm là trong cái phần đèn này nó được sơn màu đen luôn. Đấy. Trong phần đèn này này, những cái vân này này, đây và cái đường ray trên này. Lúc trước là nó là một chrome, bây giờ là sơn đen luôn. Đấy. Là một bộ phận nha. Đây, phần lưới tản nhiệt được sơn luôn màu đen các bạn. Được sơn luôn màu đen, rất là sáng. Nếu như có so sánh thì Hưng có hai con đây. Mọi người có thể nhìn đây, đây là màu đen này và đây là màu chrome này. Được chưa? Đấy, màu chrome khác hẳn các bạn nha. Đấy, lưới tản nhiệt. Cái phần này là phần mặt nạ đây. Phần mặt nạ đây, phần mặt nạ ngồi bọc cái lưới tản nhiệt này, nó được sơn lại luôn. Phần dưới cản này thì ở bản mà Plus Edition nó sẽ không có ốp cản và nó được sơn cái phần màu đen lại. Đây, được sơn các bạn nha. Đây, được sơn đen cái phần này. Được sơn đen phần này. Đây, phần mũm này phía trước và được dán một cái đề can màu cam. Đấy, dán đề can màu cam nha. Rất là chi tiết. Đấy, được tô bạc lên thôi. Cái này cũng khá là đơn giản. Tiếp đến thì chúng ta có cái phần hốc đèn sương mù, thì phần viền ngầu này thì bình thường là nó là màu chrome, giờ được sơn luôn màu đen luôn. Các bạn có thể thấy này, đây là chrome nha, màu đen nha. Bên kia này, đấy, các bạn thấy không ạ, sự khác biệt nha. Qua bên phần thân xe, thân xe thì đầu tiên mọi người có thể thấy được sự khác biệt, đó chính là cái mâm xe nó là màu đen. Bây giờ Hưng sẽ chỉ mâm phía sau, nó được gỡ bạc rồi. Đây, người ta sơn tới điện, người ta sơn lại nó hoàn toàn là màu đen nha. Rất là nam tính, rất là nam tính mạnh mẽ các bạn nha. Đây, chắc là chắc ở chỗ này này. Đấy, Plus Edition là chỗ này nha. Đây. Cái phần tiếp theo cũng được sơn màu đen luôn các bạn. Là cái gương. Đây, gương chiếu hậu của xe sơn màu đen và dán đèn can màu cam. Yeah. Cái này thì camera 360 trên bản VL rồi. Đây, thì mọi người cũng đã biết rồi. Đấy. Phần tiếp theo đó là phần bật bước chân cũng được sơn màu đen và dán đề can màu cam. Đấy, khá là ok. Màu sơn đen của nó là màu sơn nhám các bạn nha. Tuy rằng cái bản thường, tức là cái bản mà không Plus Edition ấy, là nó cũng đã là màu đen, nhưng mà là màu đen nhám. Các bạn có thể thấy này, đây là màu đen bá sáng nha, đang bóng. Bên này là màu đen nhám nè. Đây, các bạn thấy rõ luôn không? Đấy, màu đen nhám nha. Đấy, và nó được dán thêm một cái phần đề can này nữa. Đấy, Hưng làm rất là chi tiết nha. Phần tiếp theo là dưới này nó có một cái đề can màu đen pha sọc trắng. Đấy, kéo dài từ đầu đến thân đuôi xe. Đấy, kéo dài từ đầu đến đuôi xe nha. Này làm cho cái xe nó có cái tính khí động học hơn, nó lướt mạnh hơn, nghĩa là khi nhìn vào nó sẽ thấy thanh thoát hơn. Phần tay nắm cửa cũng được sơn màu đen, đen bóng các bạn. Tất cả màu sơn đen được thay thế đây là đều là sơn đen bóng. Đấy, đen bóng. Phần tiếp theo nữa đó chính là cái giá nóc. Giá nóc của xe cũng được sơn màu đen nha. Đấy, sơn màu đen bóng luôn. Đấy, thế mới hay. Phía sau thì chúng ta có một cái tem xe là Plus Edition. Đấy, thì phiên bản là phiên bản màu đen.
cá tính đấy, người ta đặt tên như thế. Một điểm nữa đó chính là cái cản sau cũng là màu đen bóng luôn các bạn đấy, màu đen bóng sau gương được luôn này. Bên kia thì đó là màu màu gì, đó là một chrome, các bạn có thể thấy đây đấy, chrome này đấy chưa? Bên kia là tem Calibe, quay này thì màu đen bóng và tem là tem Black Edition đấy. Mình sẽ đi một vòng quanh xe. Rồi bây giờ Hưng sẽ vào bên trong xe để xem thử cái sự thay đổi của nó là như thế nào nha. Rồi bên trong xe là cái sự thay đổi rất là nhiều các bạn. Đây, đầu tiên mở ra thì mọi người thấy là mặc dù chiếc xe màu trắng nhưng mà nội thất lại là màu đen đấy. Bình thường thì trên những chiếc xe mà màu trắng của bà Navara thì luôn luôn nội thất là màu kem hay gọi là màu be, nhưng mà chiếc xe này nội thất nó là màu full đen đấy. Đây, đầu tiên tắt bay cửa thì chúng ta thấy đây, nội thất da màu đen kết hợp chỉ màu cam luôn các bạn đấy, chỉ màu cam luôn. Vào trong thì chúng ta thấy gì đây, ghế lái, rồi ghế lái nó có cái nội thất da, nhưng mà phần này là phần nỉ, mọi người hơi mờ, mọi người ráng xem tí nha. Đây, phần này là phần nỉ được gọi là decor lại, phần này phần nỉ và phần này phần nỉ, phần lưng này phần nỉ tí đấy, nỉ này là nỉ cao cấp đấy, và nó có cái sọc và là cam đen được chưa. Phần chỉ của xe thì đây mọi người thấy đây, chỉ đỏ đấy. Vô lăng cũng được khâu chỉ đỏ luôn các bạn, đây vô lăng cũng được khâu chỉ đỏ luôn, đây khâu chỉ đỏ luôn nha. Có thể nói là nó thay đổi tất cả cái chỉ hồi xưa là chỉ màu nâu, bây giờ thành là chỉ màu màu cam đấy. Đó là cái phần thay đổi trên cái bán lại Black Edition. Bây giờ sẽ vào hàng ghế thứ hai xem. Đây, hàng ghế thứ hai thì cũng như thế các bạn đấy, nó cũng thay đổi luôn đấy, để nó tương đồng từ trước đến sau đấy, rất là ok nha, rất là đẹp. Một nội cái màu nội thất cực kỳ sang luôn đấy, sang hơn rất là nhiều so với màu be các bạn. Màu be thì nó cũ lắm đấy. Đây, ở đây mọi người có thể nhìn rõ này đấy. Ok, mọi người có ý kiến gì về cái nội thất cũng như là cái phần nội thất của con Black Edition không ạ, so với cái con Navara VL đấy, Navara VL nha. Với mức giá bán thì Hưng cũng đã có đăng trên mạng là 845 triệu, tức là nó cao hơn 10 triệu so với cái bản Navara VL Premium Z đấy. Thì cái giá bán, giá khuyến mãi thì mọi người có thể cập nhật bằng cách là alo cho Hưng cũng như là nhắn tin hay là cái bạn Zalo vân vân đấy, thì Hưng sẽ báo giá chương trình khuyến mãi tiền mặt, phụ kiện là cái chính sách bên bảo hành bảo dưỡng, bên đại lý, để cho khách hàng hiểu hơn về chiếc bán tải Navara này, được chưa? Thì trong cái đợt này thì Minh Hưng nhập về đúng 2 con và 1 con đã bán rồi các bạn. Bây giờ chỉ còn 1 con màu cam này thôi. Đấy, có nghĩa là những chiếc xe này là những chiếc xe đã thông quan mấy tháng trước rồi, nhưng mà bây giờ mới về đến đại lý. Đấy, thì hiện tại là do cái dịch Covid cũng như là cái chính sách thông quan nó khó khăn, nên bây giờ là tất cả những chiếc xe nhập khẩu như là Navara, Terra hay là những hãng xe khác đều rất là khó khăn. Đấy, những chiếc xe lắp ráp thì bán rất là ok, có nghĩa là hàng thì có liên tục, màu sắc này kia có ok, nhưng mà những chiếc xe nhập khẩu thì rất là khó khăn. Bây giờ khách hàng yêu cầu một chiếc xe Navara Premium Z màu trắng, bây giờ thực sự là thấy hàng rồi đấy. Hôm trước là Hưng có một ông anh là hỏi mua nhưng mà ông đã chậm, thì lái xe các bạn đấy. Ok, bây giờ Hưng sẽ quay một vòng cận cảnh nữa để cho mọi người xem chiếc xe này đấy, Navara Premium, Navara Black Edition bản VL 2 cầu, số tự động, máy dầu, động cơ 2.5 lít turbo tăng áp các bạn nha. Đây phần đèn, phần đèn của xe đây, đèn full led. Đèn này không hẳn là full led bởi vì nó có một cái bóng halogen là cái bóng xi nhan đấy. Dưới này đèn sương mù, đây nội thất rất là đẹp nha, nội thất rất là đẹp. Đây, mâm xe được sơn màu đen, tĩnh điện, rồi sáng bóng luôn. Phía sau chúng ta có đây, rất là đẹp các bạn nha. Xe có lắp camera hành trình, camera lùi. Con này chưa có camera hành trình nha các bạn, nhưng mà cái gương chiếu hậu của nó là gương chiếu hậu chống chói điện. Đấy, không có camera hành trình trên bản này. Đây. Nếu như khách hàng mua xe ở Hưng thì Hưng cam kết sẽ có một cái gói phụ kiện có thể nói là full option cho khách hàng,
đấy, khách hàng có thể lựa chọn cái gói phụ kiện nó phù hợp với mình. Ví dụ như có thể lựa chọn camera hành trình, hay là lựa chọn phi cách nhiệt ấy, hoặc là lựa chọn một trong hai, hay là thảm sàng bọc tay lái. Bị khách hàng có quyền đề ra những cái nội thất, những cái option về phụ kiện mà khách hàng mong muốn đấy, thì Hưng sẽ cân nhắc, cân đo đong đếm để mà khuyến mãi cho nó phù hợp đấy, trong cái tầm giá Hưng cho phép được, được chưa? Rồi, video của Hưng đến đây thì kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi đến tận giây phút này. Thì nếu như khách hàng đang có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp hơn qua hotline Hưng để bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau.